Hôm nay tôi gặp em cứ ngỡ là thân quen, trẻ trung và thân thiện, tỏa ánh sáng diệu kỳ, có nghị lực phi thường, vượt khó để vươn lên, bàn tay và khối óc những áng văn ra đời. Em một tâm hồn mộng mơ, em một khát khao rực cháy, cứ âm thầm lặng lẽ truyền cảm hứng cho đời, những niềm vui chia sẻ, những ước vọng tương lai. Em một tâm hồn mộng mơ, em một khát khao thầm lặng lẽ truyền cảm hứng cho đời, những niềm vui chia sẻ, những ước vọng tương lai, những niềm vui chia sẻ, những ước vọng.